Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào cuối tháng vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc, 15 con sông lớn và hơn 90 con sông vừa và nhỏ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử và hai hồ đã vượt mức cảnh báo, tức là mức nước cảnh báo vượt quá kè chống lũ, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, cần tăng cường kiểm tra phòng chống lũ. Tổng cộng 68 thành phố ở 12 tỉnh, bao gồm Vân Nam và Quý Châu ở phía Tây Nam, Chiết Giang và An Huy ở phía Đông Nam đã bị lũ lụt nghiêm trọng, sạt lở đất, gián đoạn đường và lũ lụt do mực nước sông dâng cao, ảnh hưởng đến khoảng 13,8 triệu cư dân. Theo thống kê chính thức, 65 người thiệt mạng, 26 người mất tích, 29.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế lên tới 26,27 tỷ nhân dân tệ. Vào đêm 2 ngày trước đó, mưa lớn đã xảy ra trên toàn khu vực ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, từ Quý Châu đến Bắc Giang Nam. Lượng mưa tích lũy ở Trung và Đông Bắc Quý Châu, Bắc Hồ Nam, Đông Nam Hồ Bắc, Bắc Giang Tây và phía Nam An Huy vượt quá 160 mm. Hàm Ninh, Hồ Nam, Nhạc Dương và Trường Đức, Giang Tây, Cửu Giang và các nơi khác đạt 290 đến 410 mm. Biên độ mưa của đợt mưa này phân bố theo hướng Đông Tây. Vành đai mưa dịch chuyển chậm trong quá trình vận động Bắc Nam, vùng ảnh hưởng mưa lặp đi lặp lại, khiến trung tâm Nam Bộ, cửa sông Dương Tử có lượng mưa tích lũy lớn và thời gian kéo dài. Cuối tháng trước, mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc khiến hơn 13,8 triệu người tại 68 quận, thành phố thuộc 3 tỉnh ở trung và hạ lưu sông Dương Tử bị ảnh hưởng, 65 người thiệt mạng và 22 người bị mất tích, 27 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế là 25,27 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Số người bị ảnh hưởng trong huyện là 875.000 người, chiếm 56% dân số toàn huyện. Ít nhất 50 người thiệt mạng hoặc mất tích. Đây là trận lũ lụt lớn nhất trong hơn 80 năm qua, kể từ khi có hồ sơ khí tượng thủy văn địa phương. Vào lúc 21 giờ tối thứ Hai, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc, sau đây gọi là trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia và trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Hồ Nam đã ban hành ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp đối với mưa lớn trong nhiều ngày. Vào lúc 20 giờ tối thứ Ba, mực nước tại khu vực Liên Hoa Đường thuộc trung lưu sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Nam đã tăng lên 36,52m, cao hơn 1,02m so với mức cảnh báo. Để giảm áp lực kiểm soát lũ lụt ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán sông Dương Tử đã phối hợp điều động thượng nguồn sông Dương Tử và hồ chứa Tam Hiệp để trữ lũ theo quy định. Kế hoạch điều động chung cho các hồ chứa ở thượng lưu và trung lưu của lưu vực sông Dương Tử. Kể từ 14 giờ chiều thứ Ba, hồ Tam Hiệp liên tục giảm lưu lượng xả ra từ 29.400 m3 trên giây xuống 7.780 m3 trên giây trong vòng 48 giờ từ 14 giờ chiều thứ Hai đến 14 giờ chiều thứ Tư. Lưu lượng đi ra liên tục giảm 70%. Theo giám sát của Cục Thủy văn tỉnh Hồ Nam, lượng mưa trung bình tích lũy trong tháng qua của tỉnh là 497,1 mm, cao hơn 91,6% so với mức trung bình tháng cùng kỳ của các năm trước, cao nhất trong lịch sử với tổng lượng nước là 90 tỷ m3 nước, gấp 5 lần khối lượng nước của Hồ Đông Tinh. Trong đợt lũ này, 15 con sông lớn và hơn 90 con sông vừa và nhỏ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử và hai hồ đã xảy ra lũ trên mức cảnh báo. Mực nước hồ Động Đình ở Hồ Nam vượt mức báo động, lũ siêu lịch sử xảy ra ở thượng nguồn sông Lệ An ở Giang Tây, mực nước đỉnh lũ đoạn Trường Sa trên sông Tương Giang đạt 40,51m, cao hơn kỷ lục lịch sử 1,33m. Dòng chính của sông Tương Giang đã vượt qua mức nước đảm bảo và dòng chảy ra vào của hồ Động Đình là cao nhất kể từ năm 1949. Riêng tại Hồ Nam, 1.642 hồ chứa vừa và nhỏ đã bị tràn. Hôm thứ Hai vừa qua, hồ chứa nước Hoàng Tài ở thị trấn Hoàng Tài, tỉnh Hồ Nam đã xả lũ khẩn cấp. Dư luận cho rằng lũ lụt là nguyên nhân chính gây ra thảm họa thiên tai tại huyện Ninh Hương. Trong đợt xả lũ của hồ chứa Hoàng Tài năm nay, lưu lượng xả lũ là 350 m3 trên giây, gấp đôi so với năm ngoái. Hôm thứ Hai, trước khi mở cửa xả lũ vào lúc 7 giờ, thì vào lúc 3 giờ sáng, các đơn vị vùng hạ du đã nhận được thông báo sơ tán. Người dân xuống đường phản đối chính quyền thông báo xả lũ muộn, lơ là nhiệm vụ khiến người dân không ứng phó kịp thời, làm gia tăng thiệt hại thiên tai do lũ lụt. Kính thưa quý vị khán giả, vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua, một vụ tai nạn sạt lở đất đã xảy ra gần một nhóm biệt thự nông dân giàu có ở làng Thượng Hải, thị trấn Vô Tích, thị trấn Lucy, huyện Lucy, quận Thượng Trị dân tộc Tương Tây và dân tộc Miêu, tỉnh Hồ Nam. Quốc lộ 319 với hơn 80 mét tổng chiều dài phần thân bị sập, khối lượng hơn 10.000 mét khối, khiến một căn nhà dưới chân núi bị vùi lấp, mất tích tổng cộng 3 người, đồng thời gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 319. Hiện chính quyền địa phương đã cử người đến hiện trường để xử lý. Khi mưa xối xả tiếp tục, tình hình kiểm soát lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam ngày càng trở nên nghiêm trọng. Từ 13 giờ ngày hôm qua, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 4 lên cấp 3 dựa trên tình hình lũ lụt mới nhất. Nhiều nơi ở tỉnh Hồ Nam đang gặp nguy hiểm. Lũ lụt đô thị, lũ lụt trên núi và sạt lở đất tiếp tục xảy ra. Hiện tại để đảm bảo an toàn trong mùa lũ, hơn 10 điểm du lịch ở tỉnh Hồ Nam đã bị đóng cửa, bao gồm cả hẻm núi lớn Trường Gia Giới. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ đầu tiên của năm nay vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua. Từ ngày hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay, phía tây thành phố Cửu Giang đã có mưa to đến rất to, dự kiến trong vòng 3 giờ tới, mưa tích lũy ở một số nơi như Tú Thủy, Vô Ninh, Phong Tín thuộc 5 quận Tĩnh An và Đồng Cổ có thể vượt quá 100 mm, một số nơi có thể vượt quá 150 mm. Kèm theo mưa lớn trong thời gian ngắn là mưa rông, sét đánh mạnh. Chú ý đề phòng lũ trên các con sông vừa và nhỏ, lũ vùng núi, lũ quét, sạt lở và các thiên tai địa chất, ngập lụt đô thị và nông thôn. Cục khí tượng Thủy văn dự báo, từ chiều tối qua đến cuối tuần này, tỉnh Giang Tây tiếp tục có mưa to, có nơi mưa to cục bộ, trong đó khu vực trung tâm Bắc Giang Tây, mưa to từ chiều tối từ ngày hôm nay đến ngày mai. Trong những ngày tới, ở Nam Giang Tây, Trung Giang Tây và Bắc Giang Tây có mưa lớn và vùng mưa lớn di chuyển dần về phía Bắc Giang Tây. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn, dự kiến toàn bộ lưu vực sông Trường Giang sẽ vượt quá mức cảnh báo. Sông Bắc Dương, một nhánh của Hồ Bà Dương và thượng nguồn Lạc An sẽ trải qua lũ siêu cảnh báo chung. Hôm nay do mưa bão liên tục, thiên tai như lở đất và sạt lở đất đã xảy ra ở nhiều nơi trên đoạn cảnh Vũ Hoàng của đường cao tốc Hoàng Thụy ở Giang Tây, giao thông đường bộ bị tắc nghẽn. Trong số đó, ở đoạn 252 km và 263 km của đoạn cảnh Vũ Hoàng của đường cao tốc Hàn Thụy, lũ lớn xen lẫn với lở đất tiếp tục tràn xuống mặt đường của đường cao tốc. Hiện tại, Ban Quản lý Bảo trì đường cao tốc Giang Tây đã tổ chức các đội và thiết bị cứu hộ, đồng thời đang triển khai công tác cứu hộ tại chỗ. Theo giám sát của Cục Thủy văn tỉnh Chiết Giang, từ 8 giờ sáng ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, lượng mưa trên toàn tỉnh Chiết Giang là 63 mm và lượng mưa tích lũy tại một trạm duy nhất vượt quá 100 mm, trong số tại 294 trạm. Với lượng mưa lớn nhất là 254 mm tại hồ chứa nước Đại Thạch Môn ở Thanh Lương Phong, Lâm An. Vào lúc 5 giờ 36 phút sáng ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Hàng Châu đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. 5 thành phố cấp huyện bao gồm Hàng Châu, Hồ Châu, Củ Châu, Gia Hưng và Lệ Thủy ở tỉnh Chiết Giang và 17 quận bao gồm Đồng Lộc đã bắt đầu hoặc duy trì ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4. Thành phố Lâm An đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3. Và quận Tùy Trường đã duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 2 để kiểm soát lũ lụt. Tính đến 6 giờ sáng nay, ngoại trừ một số trạm như Vương Giang tỉnh ở đồng bằng phía đông Hoàng Gia Hồ vượt quá mức nước cảnh báo một chút và 15 hồ chứa cỡ trung bình bao gồm Mãn Yên và Phong Thủy Giang và 15 hồ chứa cỡ vừa như vậy do Phượng Đàm vượt qua giới hạn lũ. Mực nước của các sông và hồ chứa lớn khác ở mức báo động dưới giới hạn lũ. Tình hình lũ lụt ở tỉnh Chiết Giang nhìn chung ổn định. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương, trong 3 ngày tới, vành đai mưa lớn phía Nam sẽ có áp thấp, tình hình kiểm soát lũ lụt ổn định ở khu vực Giang Nam. Có mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xảy ra ở miền Trung và miền Bắc Chiết Giang, miền Trung và miền Bắc Giang Tây, miền Trung và miền Nam Hồ Nam, miền Nam Quý Châu và miền Bắc Quảng Tây. Mưa lớn cục bộ kèm theo lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, dông bão và gió mạnh và thời tiết đối lưu mạnh khác. Những trận mưa xối xả kéo dài nhiều ngày cũng đã gây ra thảm họa ở Trung Quốc, trong đó Tứ Xuyên và Cam Túc chìm trong nước bùn, sông Dương Tử đã gây ra lũ số 1 chỉ 3 ngày trước. Ước tính dòng chảy vào đập Tam Hiệp tối đa sẽ lên tới 70.000 m3 trên giây, lập kỷ lục về dòng chảy vào lớn nhất trong năm nay. Hoàng Hà cũng theo đó, 5 giờ sáng nay, cơ quan chức năng phát hiện lũ số 2 đã hình thành ở thượng nguồn, lưu lượng dòng chảy 5.050 m3 trên giây, gấp đôi lưu lượng lũ trước. Ủy ban bảo tồn nước sông Hoàng Hà cho biết, do mưa bão liên tục, tốc độ dòng chảy đo được tại trạm thủy văn thông quan của sông Hoàng Hà đạt 5.050 m3 mỗi giây vào lúc 5 giờ sáng hôm nay, tạo thành trận lũ thứ hai của sông Hoàng Hà vào năm 2023. So sánh với trận lũ số 1 đo được trước đó, lưu lượng dòng chảy chỉ 2.500 m3 trên giây. Vào trận lũ số 2 thì lưu lượng vượt gấp đôi đợt trước. Cơ quan chức năng đã có thông báo gửi các cơ quan thủy lợi các tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông yêu cầu các tỉnh này làm tốt công tác phòng chống lũ lụt. Trận lũ số 2 của sông Dương Tử đã vượt qua đập Tam Hiệp vào lúc 8 giờ sáng thứ Ba vừa qua và trận lũ tiếp sức số 2 hình thành vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay. Đài quan sát Kutan ở trung tâm Trùng Khánh đã đo dòng chảy của sông Dương Tử ở mức 50.400 m3 trên giây. Lưu lượng tối đa của đập Tam Hiệp sẽ đạt khoảng 70.000 m3 trên giây, lập kỷ lục với lưu lượng lớn nhất trong năm nay. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc chỉ ra rằng lưu vực sông Dương Tử đã bước vào mùa lũ một cách toàn diện. Hiện tại, mực nước ở trung và hạ lưu các nhánh sông đã tăng lên 875.000 người ở tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng. Sẽ có trận lũ lụt đầu tiên vào năm 2023 và các quan chức dự đoán rằng một đợt mưa mới sẽ bùng phát trong những ngày tới. Dựa trên báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, Sở Tài nguyên nước tỉnh Chiết Giang chỉ ra rằng vào lúc 7 giờ sáng qua, trạm Lan Si của sông Tiền Đường đã đạt mức nước cảnh báo 28 m trong trận lũ số 1 năm 2023. Ngoài ra, mực nước hạ lưu lưu vực sông Dương Tử như sông Tân Cương, sông Rau Hê ở tỉnh Giang Tây cũng dâng cao. Đến 16 giờ chiều hôm nay, mực nước các sông đều xuống dưới mức cảnh báo. Ủy ban bảo tồn nước sông Dương Tử của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc chỉ ra rằng lưu vực sông Dương Tử đã bước vào mùa lũ, các nhánh của trung và hạ lưu sông Dương Tử và các trạm quan trắc nước như Hồ Động Đình và Hồ Po Giang đã trải qua mực nước dâng cao nhanh chóng. Lũ lụt có thể xảy ra ở một số nhánh sông, lưu lượng mưa lớn sẽ chồng chéo cao với nhiều điểm nóng mưa liên tiếp, dự báo nước ở hai hồ tiếp tục lên. Theo thống kê chính thức, tính đến 4 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, trận lũ bắt đầu từ hôm thứ Ba đã ảnh hưởng đến 875.000 người ở Giang Tây, 60.300 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 101 ngôi nhà bị sập và 83 ngôi nhà bị hư hỏng, 107 hộ gia đình thiệt hại kinh tế trực tiếp là 630 triệu nhân dân tệ. Dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc chỉ ra rằng sẽ có một đợt mưa mới trong những ngày tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.